Chào các bạn, hôm nay mình uống trà khổ khoa là trà mập đắng đó. Mình người Huế thì kêu mập đắng. Thì trong vườn mình trồng mình ăn hết, thì mình sắc phơi đi rồi làm trà. Mình sắc mình phơi rồi làm trà, thì các bạn ăn không hết thì cũng sắc phơi làm trà giống như mình rồi nha. Cho đừng vất mà uống. Mập đắng thì nấu rất nhiều món. Xào trứng nè, làm gỏi nè, rồi nấu canh tôm nè, rồi đồn thịt nạc với tôm đó, rất là ngon. Mà nghe nói ăn là tốt cho sức khỏe đấy, nhất là mấy người bị bệnh đường á, vậy là cao mỡ thì họ cần lắm á. Mà không phải uống trái giống như mình đâu. Có nhiều người, nhiều bác là làm trà bằng lá và bằng cây luôn á. Rồi cứ sắc phơi là nấu uống thôi. Nhưng mà mình thì mình chỉ chưa có bệnh. Mà mình thấy là tốt cho sức khỏe là mình uống thôi. Cứ tốt cho sức khỏe là mình uống thôi. Thì các bạn phơi đi. Sắc ăn không hết thì sắc phơi. Phơi rồi dùng đó hơi dịu dịu, rồi các bạn khi mà các bạn bỏ dùng lại một bao để mà cất á, trước khi cất thì các bạn bỏ vô trong oven á, bật cái oven lên 200 độ, rồi các bạn bỏ mập đắng ra nơi kia trây bằng dôm đó, rồi bỏ trong oven 1-2 tiếng là cho nó giống như là mình ôm nó lại cho nó hết thật là khô để mình cất lâu hư đó. Đó, mình cứ cất trong rồi lâu lâu mình đem ra mình uống cần tung rồi mình lại cất, mình cất rồi mình uống, mình đem ra mình uống vậy thôi. Nhưng mà nếu mà ôm như vậy là lâu hư làm các bạn nè, rất là lâu hư. Đó. Mình cứ đem ra uống rồi mình uống tung rồi mình lại cất. Khi mà pha trà thì các bạn bỏ vô trong bình á, thì các bạn giữ là đổ nước lạnh vô, xóc xóc đi, lắc lắc cái bình đi rồi đổ ra, rồi đổ nước khác vô, lắc lắc đi rồi đổ ra, giống như là mình rửa đó. Đó là mình pha đây rồi mình đây các bạn này, mình pha rồi mình rửa như vậy để cho nó sạch bụi, thì mình pha mình uống thôi. Ngon lắm các bạn thấy cái tách trà nè. À, đẹp chứ, là xanh. Anh chị các bạn trong hộ khoa ăn không hết là đừng có vất bỏ, để làm trà đi, cứ sắc khi ít dồn lại đó, cứ phơi khô rồi lấy cái bao cứ dồn dồn lại đó, rồi trước khi mà hết ngoài vườn hết hộ khoa rồi thì các bạn bỏ vô trong oven á, bật 200 độ rồi tắt lò, đủ 200 độ nhiệt độ đủ rồi là tắt lò. Thì bỏ vô bỏ hộ khoa này cái tray, bỏ mập đắng ra này cái tray rồi bỏ vô trong để 1-2 tiếng, rồi trước khi cất thì các bạn để nguội rồi bỏ vô cất thôi, bỏ trong bao 2 bao giống như mình về là bỏ trên những giấy nắp kính nữa, để 2-3 năm cũng hư, mấy năm cũng hư hết trơn á. Uống cho tốt, rất tốt cho sức khỏe, đừng có vất mà uống. Cứ uống ăn không hết là cứ sắc phơi đi, ăn hết là sắc phơi đấy. Mình cứ uống từ từ cho mình, có phải là mình uống lần đâu, cứ để trong nhà vậy rồi lâu lâu đem ra uống 1 tuần 2 tuần rồi cất, rồi lâu lâu đem ra uống 1-2 tuần vậy. Trong vườn mình có rất là sướng các bạn ạ. Mình trồng mình biết cái gì. Cho người ta bán ngoài thì ta phải có lời chứ. Ta bỏ thuốc, xịt thuốc này thuốc kia để cho mau lớn, cho đẹp. Mình ăn thì mình ráng chịu thôi, cho con của ông vườn mình trồng. Tuy cái trái có khi không đẹp bằng ngoài chợ, nhưng mà của mình trồng là mình biết mình trồng mình bỏ cái gì. Thì các bạn có trong hộ khoa ăn không hết thì làm trà giống như mình uống cho đừng bỏ nha. Đây. Các bạn thích trồng sen, trồng sủng, trồng rau cải trong vườn và cây ăn trái thì bấm like đăng ký kênh để ủng hộ mình, và mình sẽ hướng dẫn các bạn
chia sẻ cho các bạn những cái cây trồng trong vườn và những món ăn cũng từ trong vườn ra, sức khỏe từ vườn. Mình nói vậy thôi. Chào các bạn nha. Chúc các bạn cũng làm ăn không hết, phơi và làm trà uống như mình mua lành lành uống ngon lắm. Tốt cho sức khỏe. Chào các bạn.